Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn xác định giao thông đi trước một bước để kiến tạo không gian, động lực cho phát triển. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một chương trình riêng về phát triển hệ thống giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025 với nhiều mục tiêu đột phá. Tỉnh cũng đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, có tính lan tỏa kết nối vùng, liên vùng để tạo sự bứt phá mạnh mẽ, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của cả nước. Và năm 2023 để lại nhiều điểm nhấn trong phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cả trong công tác quy hoạch lẫn triển khai thực hiện các dự án. Dự án xây dựng 17,7 km đường song hành đường vành đai 4 qua địa phận tỉnh Hưng Yên với số vốn trên 1.500 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh đang được nhà thầu triển khai đồng loạt với 4 mũi thi công. Dự án quan trọng quốc gia này được triển khai là kết quả từ sự nỗ lực quyết tâm cao độ trong năm qua của cả hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên. Đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu đã huy động được hơn 40 đầu máy móc thiết bị và 70 nhân lực đã có mặt tại dự án để trực tiếp thi công. Nhà thầu đã thi công được 4 mũi những vị trí mà đã được bàn giao mặt bằng. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh và các địa phương thì cũng phải nhận được sự ủng hộ rất là cao của nhân dân. Những mét mặt đường cuối cùng của dự án mở rộng nâng cấp đường nối hai cao tốc cùng đường bên dài gần 20 km cũng đang được hoàn thiện. Gần 600 công nhân với trên 200 thiết bị phương tiện trong năm qua đã nỗ lực vượt nắng thắng mưa để đến nay dự án cơ bản được thông xe kỹ thuật và trở thành con đường rộng nhất tỉnh Hưng Yên với 8 làn xe cơ giới. Đây cũng được xác định là trục phát triển trung tâm trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên và đã được quy hoạch là cao tốc Hưng Yên-Thái Bình. Năm 2023 là năm đột phá trong phát triển hệ thống giao thông của tỉnh Hưng Yên. Toàn tỉnh triển khai thực hiện trên 430 km đường các loại với kinh phí trên 7.700 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2022. Ngoài hai dự án nêu trên, còn một loạt dự án trọng điểm khác cũng được triển khai. Ngoài ra, hai siêu dự án là đường Tân Phúc Võng Phan và đường kết nối di sản dọc sông Hồng cũng đã được khởi động nhằm tạo thành hai trục phát triển Đông Tây dọc tỉnh. Một điểm nhấn nữa trong năm 2023 là việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hệ thống giao thông khá đồng bộ và đang tiếp tục được đầu tư kết nối với mạng lưới giao thông vùng quốc gia để tạo thành 3 trục dọc, 8 trục ngang trong bố trí không gian phát triển của tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở xây dựng các trục trung tâm kinh tế của tỉnh có cả hiện hữu và quy hoạch thì gồm có 3 trục dọc và 8 trục ngang. Các trục dọc này thì gồm có 2 trục chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội. Thứ nhất đó là trục đường kết nối hai đường cao tốc. Toàn bộ các cái khu vực này là chúng tôi bố trí các cái khu công nghiệp. Và trục thứ hai đó là cũng từ kết nối với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Toàn bộ dọc đây là chúng tôi tập trung đó là phát triển công nghiệp. Và trục thứ ba đó là trục phát triển du lịch văn hóa và xã hội. Tất cả trục này là giáp sông Hồng, trên cái trục này có rất nhiều các di tích. Trên cái đường này là chúng tôi có hiện nay là chúng tôi có 2 cầu hiện hữu đang chuẩn bị đang triển khai thực hiện, đó là thứ nhất là cầu vành đai 4 đi qua và thứ hai là cầu 3,5, 8 trục ngang. Trục thứ nhất hiện nay đó là đường quốc lộ 5A, đây là hiện hữu. Trục ngang thứ hai đó là toàn bộ cái đường gom của đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, phát triển đô thị kết hợp với lại công nghiệp. Trục ngang thứ ba đó là đường 379 kéo dài, tức là từ đô thị Âu Cơ Bắc chạy ra tỉnh Hưng Yên. Trục ngang thứ tư đó là đường cao tốc trở về đến Mỹ, đường cao tốc thứ năm tận dụng cái nút giao Tân Phúc này kết nối đường cao tốc, cắt cái đường nối hai đường cao tốc và kết nối đường di sản và trục đi qua thành phố Hưng Yên sang tỉnh Hà Nam và bên này sang Thái Bình. Hiện một bức tranh toàn cảnh hệ thống giao thông tỉnh Hưng Yên cơ bản được xác định với quy hoạch khoa học, tính kết nối cao, hạ tầng đồng bộ hiện đại. Chỉ trong vài năm tới, bộ mặt của tỉnh Hưng Yên sẽ có sự thay đổi hoàn toàn khi các con đường huyết mạch được hoàn thành.